phép người con thánh nhân dạy hiểu đề trước kế cần tìm yêu bình đẳng gần người nhân có dư sức thì học văn ở nhà phải hiểu hai cha mẹ gọi trả lời ngay cha mẹ bảo phải chớ làm biếng cha mẹ dạy phải kính nghe cha mẹ trách phải thừa nhận ba đông phải ấm hạ phải mát sáng phải thăm tối phải viếng đi phải thưa về phải trình ở ổn định ngày không đổ bốn việc tuy nhỏ chớ tự làm nếu tự làm thiếu đạo con vật tuy nhỏ chớ cất riêng nếu cất riêng cha mẹ buồn năm cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ thân bị thương cha mẹ lo đức tổn thương cha mẹ tuổi sáu cha mẹ lỗi khuyên thay đổi mặt ta vui lời ta dịu khuyên không nghe vui can tiếp dùng khóc khuyên đánh không giận bảy cha mẹ bệnh đến thuốc trước ngày đêm hầu không rời giường tang 3 năm thường thương nhớ chỗ ở đổi không rượu thịt thang đủ lệ cũng hết lòng việc người chết như người sống xuất tắc đệ tám anh thương em kính anh em thuận giữ trong đó tình của nhẹ quán nào xanh lời nhường nhịn tức giận mất chín hoặc đi đứng hoặc ăn uống người lớn trước người nhỏ sau lớn ngoài người liền gọi thay người không có mình làm thay mười gọi người lớn chớ gọi tên với người lớn chớ khoe tài gặp trên đường nhanh chóng chào người không nói kính như đúng phải chỗ ngựa phải xuống xe đợi người đi hơn 100 bước 11 người lớn đứng nhỏ chớ ngồi người lớn ngồi cho phép ngồi trước người lớn phải nói nhỏ nhỏ không nghe không phải phép đến phải nhanh hơn phải chậm khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng 12 việc chú bác như việc cha việc anh họ như anh ruột cần 13 sáng dậy sớm tối ngủ trễ lúc chưa già quý thời gian sáng rửa mặt phải đánh răng rửa tay rửa tiền xong rửa tay sạch 14 nút phải ngay mù phải gài bố và giày mang chỉnh tề nón quần áo để ổn định chớ để bừa tránh rơi bẩn 15 áo quế sạch không quý đắt hợp thân phận hợp gia đình với ăn uống chớ kén chọn ăn vừa đủ chớ quá no chú còn nhỏ chớ uống rượu uống say rồi rất là xấu 16 đi thong thả đứng ngay thẳng cúi chào sâu dậy lại cung kính chớ đạp thềm không đứng nghiêng chớ ngồi giang không rung đùi 17 vén rèm cửa chớ ra tiếng dễ kêu rộng dưới đụng góc cầm vật rỗng như vật đầy cầm vào nhà trống như có người chớ làm vội vội sao nhiều không sợ khó chớ qua lo nơ náo chớ đến gần việc không đáng biết chớ hỏi 18 sắp vào cửa hỏi có ai sắp vào nhà cất tiếng lớn người hỏi ai nên nói tên nói ta tôi không rõ ràng dùng đầu người nên mượn rõ không nếu không hỏi tức là trộm mượn đồ người trả đúng hẹn sau có cần mượn không khó tín phàm 19 phàm nói ra tiếng trước tiên lời dối trá sao nói được nói nhiều lời không bằng ít phải nói thật chớ dẻo nịnh lời nói gian xảo từ bẩn thỉu thói tầm thường phải từ bỏ 20 thấy chưa thật chớ nói bừa biết chưa đúng chớ tin truyền việc không tốt chớ dễ nhận nếu dễ nhận thì hơi xa phàm nói chuyện nói trọng điểm chớ nói nhanh chớ mơ hồ kia nói phải đây nói có không liên quan chớ để ý 21 thấy ngày tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp thấy ngày xấu từ kiểm điểm có thì sửa không cẩn thận 22 chỉ đức học chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắng hoặc nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn 23 nghe lời giận nghe khen vui bạn xấu đến bạn hiền đi nghe khen sợ nghe lời vui người hiền lương dần gần gũi 24 lỗi vô ý gọi là sai gọi cố ý gọi là tội biết sửa lỗi không còn lỗi nếu che giấu lỗi chồng thêm yêu bình đẳng 25 phàm là người đều yêu thương chia cùng chợ ở cùng đất 26 người hạnh cao danh ngữ cao được mọi người trọng không bề ngoài người tài năng tiếng tự cao mọi được người phục chẳng do khoe 26 27 mình có tài chớ dùng riêng người có tài không chỉ trích
không niệm giàu chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ không thích mới, người không rảnh chớ não phiền, người bất an không có nhiều. 27. Người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói chuyện. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khuyên thiện cục lập đức, nếu lỗi không ăn đôi bên sai. 29. Hễ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít, sắp cho người trước hội mình không thích phải mau ngưng. Ăn phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn báo ăn dài. 30. Đối người ở thân đoan tránh, tuy đoan tránh lòng độ lượng, thế phục người người không phục, bị phục người tâm cần phục. Người nhân. 31. Cùng là người khác tộc loại, thô tục nhiều nhân từ ít, đúng người nhân người kính sợ, nói thẳng lời không vẻ nịnh, gần người hiền tốt vô hạn, tức điên dần lỗi ngày giảm, không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư, có dư sức thì học văn. 32. Không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào, nếu gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. 33. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng tiên đều trọng, đây mới đọc chớ thế kia, đây chưa xong kia chưa đọc, thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông, đâm có nghi thì chấp lại, học hỏi người mong chính xác. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mày nghiêng tâm bắt chánh, chữ biết ẩu tâm không ngay, xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ, tuy có gấp xếp ngay ngắn, có sai hư liền tu bổ, không sách thánh bỏ không xem. Chị hư thống che tâm minh, hư tâm trí chớ tự che đừng tự trách, thánh và hiền dần làm được. Ha ha ha, Buddha Bodhisattva.